kiện hồn hạp thôi. Ok, đổi cái thôi đổi luôn anh em, đổi luôn đi. 10.000 kim cương khá là mình thấy là đợt này là cái đợt này sale luôn hồn điệp phẩm khá là ngon đấy. À, mình để ý cái năng lượng ban đầu của mình đã đạt ngưỡng gọi là 8.60, khá là chẳng. Này thì đánh nè, trời ơi cảm giác là đánh cái con Kula bên kia không vào đam luôn nè. Kula bên kia mạnh thực sự, mình đang ráng để dành mảnh để mình nâng cho con Kula lên 3 sao nè em ơi. Hello anh em, chào anh em quay trở lại kênh của mình nha. Thì hôm nay là ngày cuối cùng đó của cái sự kiện su đúc rồi đó, còn ngày mai nữa thôi. Nhưng mà ngày mai thì nó chỉ tính là 5 giờ ngày sáng, ngày mai nó reset là nó mất luôn cái sự kiện này, nên là mình đang quay cái video là 4:51 đó, tức là còn 9 phút nữa thì chúng ta mới có một đợt reset cái tiệm ngẫu nhiên đó, reset một tiệm là reset lần cuối cùng ở cái sự kiện này đấy. Thì hiện giờ như video hồi trưa thì mình cũng đã có nói với anh em đó là hiện giờ thì cái gói kim cương nó không hề giảm một cái gì cả. Đấy, mình rất là lo lắng ở cái khúc này luôn. Không biết là tầm cỡ 8 phút nữa, 8 phút 20 mấy giây nữa thì nó có reset, nó khi mà nó reset thì nó có hoàn trả cao hay không. Nhưng mà nếu mà hoàn trả cỡ nào cũng phải bắt buộc mua anh em ơi, bởi vì mình đã tới cuối rồi. Không biết là cái quyết định là hôm qua là hoàn trả là 313% là có nên mua, là khúc đó là nên mua hay là chưa, mà mình không có mua. Một đợt này là nó chưa có hoàn trả luôn, rất là lo lắng luôn nè. Bây giờ hoàn trả 200% cũng phải mua, bởi vì mình đang để cái xu này, cái xu đúc này để mình mua những cái vật phẩm khác mà nè. Thì hôm nay có một cái gọi là đá thức tỉnh thì mình nói là mình mua, còn bây giờ là chắc chắn là phải mua nè, 20 xu đúc để được có một cái cục đá thức tỉnh. Đó, nhưng mà trước khi mua thì mình đang có 4.000 su đúc. Bây giờ mình sẽ chiêu tài lần cuối cùng lên nha anh em. Lần cuối cùng cái sự kiện này rồi, được 500 ngon ha. Đấy, đây là cái giá trị để chúng ta là để dành su đúc từ hồi đầu tới giờ anh em. Chưa dám mua một cái gì luôn, mới có mua cái đá kỹ năng thôi. Cái này là phải bắt buộc mua rồi. Bữa là nó giảm giá rất là nhiều. Bây giờ là mình xúc su đúc này. Xúc 600 su đúc lấy 3 cục đá, 30 cục đá thức tỉnh. Cái này bắt buộc phải mua rồi. Ok, xong rồi nha, bây giờ còn 3.900. Đấy, hy vọng là nó sẽ giảm giá cỡ 300-400%, trên 300% cũng được. Đấy, chúng ta cùng đợi tầm 6 phút nữa. Ok, trong cái thời gian chờ đợi thì mình sẽ quay con chít hỏa. Quay chít hỏa nha anh em. Hôm nay thì mình có một cái video quay chít hỏa là quay 2 ạc. Còn chiều nay mình quay một ạc nữa là 3 ạc luôn nha anh em. Đó, rất là đầu tư su xanh, bởi vậy anh em thấy video của mình đó, đầu tư thì em hãy cho mình một like, một share, một theo dõi kênh nha anh em. Ok, thì hai ạc đầu hồi trưa thì quay toàn là mát binh không anh em, mát su mới ra, tức là 110 su mới ra đó. Còn cái này là ngày đầu thì để coi cái sự kiện này diễn ra trong vòng 3 ngày là hết, nên là mình hy vọng là những cái ngày đầu này thì mình sẽ quay tầm cỡ 50-60 lần, ít 10 là ra nha anh em, hy vọng là ra luôn. Ra càng sớm càng tốt anh em ơi, mình không có thích quay nhiều. Ok, dớt ít 10 đầu tiên, nhiều khi lẽ ra ơi Andy. Khoan, còn một lần nữa. SR đấu sĩ ca phải 20 mảnh bảy đạn Billy nữa kìa anh em, trời ơi, thằng này nó ám mình từ nick này qua nick khác luôn. Ngon lành, uy 288 nè, 20 mảnh ca phải nha, ngon nha. Đấy, mỗi lần ít 10 mà cỡ như vậy được anh em, khỏi ra chip cũng được, thấy nhiều vật phẩm vậy là thích rồi. Ok, 20 lần. Ui, cancel à. Ok, bạn thôi. Cancel, ui, 288 kim cương nữa, ngon trời. Trời, chiều quay hơn là hồi sáng đó nè. 30 lần nè. Ui, trời, giờ này mà còn Athen. À, con Athen này là mình quay hai nick kia là chưa thấy nó ra. Bây giờ nó ra luôn anh em. Có điềm gì đây ta? Nếu mà quay Athen thì mình nghi nhiều khi lại ra con chích hỏa đó nè. 30 lần rồi, bây giờ lần thứ này là lần thứ 40 nè anh em. Giật. Hy vọng là lần này ra luôn. Rồi, thấy chúc mừng rồi anh em ơi. Chết. Chị Euro vậy đây nữa trời ơi trời. Như rồi, 40 rồi.
Hy vọng lần này ra anh em ơi, ra càng sớm càng tốt để mình đỡ tốn xu xanh đi. Lại Billy hai con rồi. Tính luôn mấy cái nick kia là hơi bị nhiều đấy anh em. Này là bị chơi anh em ơi, bị lòng của Billy vào trong sự kiện này rồi. Ok. 50 đúng không? 60 nè. Uầy, lại cánh sâu à. Nhiều thế nhở, cánh sâu nhiều thế nhở. 60 lần rồi. 70 luôn, chắc là mình nghi cái sự mình nghi cái đợt này mình cũng mát xu quá anh em ơi. Rồi xong ra Goro thì chắc khỏi ra rồi. 20 mảnh cá phẩy, 288 viên cương suốt, ngon. Rồi bây giờ là 3 lần rồi anh em, 2-3 lần rồi đấy. Chà, ngon thực sự. Khỏi ra tướng cũng được, mà quay lần nào nó cũng như vậy là được rồi. Má khôn vãi luôn anh em, yêu cầu khôn vãi. Ra rồi, yeah. Anh em biết sao mình biết ra không? Nó giật cái màn hình đó anh em. Con chín hỏa thì mình chưa có sở hữu. À, đợt là hồn hạp mình đâu có dám lấy anh em, tốn quá. Nên là lần này đó, mình rất là mong cái sự kiện xuất xanh nó ra. Bởi vì giờ là ra là sở hữu luôn anh em, ngon thực sự. Đấy, bao nhiêu lần ta? Hình như là lần thứ 70 thì phải. Cá hên, ok. Trời ơi, nhân phẩm ngon thực sự anh em. Đọc coi, 80 lần. 80 lần là một con số là thấy khá là ok rồi anh em. Chắc chắn mình sẽ ráng cố gắng quay tầm cỡ 19 lần nữa để lấy full cái sự kiện chiêu mộ tặng thêm nha anh em. Nhưng mà trong cái thời gian đó thì mình đỡ tốn vài xu xanh, bởi vì mỗi ngày nó cho chúng ta là chiêu mộ thường á. Chiêu mộ thường là được 2 lần. Nên là được tốn là đỡ tốn được 2 xu xanh anh em. Đó, nạp tiền vậy thôi nhưng mà vẫn phải tiết kiệm mới chơi lại mấy ông top, chứ mà mình mà xài phung phí quá là coi như là toan anh em ơi. Ok, ngon lành nha. 84 lần, tổng cộng là ngày hôm nay quay 84 lần. Đấy, thiếu 16 lần nữa sẽ lấy được cái hồn kiếp hỏa con chít. Rồi, ok, được rồi đấy anh em. Còn 3 phút nữa sẽ reset cái sudoku. Ok, bây giờ mình sẽ vào mình build cho con chít lên một tí rồi mình nâng uy nha anh em. Không biết là nó ăn uống sao đây, nó cho nó cần đồ ăn gì đây anh em. Ok, đây, trời ơi, cuối cùng em nó cũng đã về đội của mình. Có thôi nè, những con su xanh này là phải có thôi. Boy, vật chứa nữa nè. Một lửa bùng nổ nữa nè. Nhiều ông hỏi là con chip này có nên bỏ vào team hỏa có được hay không. Thì mình đây anh em, lửa bùng nổ đây. Đó, đây là cái số mệnh của nó là đi chung với lại Kyo và Sasu. Nên là nó có hiệu ứng là thiêu đốt đó. Nên là chúng ta đi với lại team hỏa khá là bình thường anh em. Nâng lên một tí để nâng cho nó lên lên phẩm anh em, phẩm lam để lấy uy, lấy 4 uy anh em, 0.04 uy. Ok, cần 8 cục hả? Rồi ok, ổ nó lên rồi mà, thôi kệ lên phát nữa đi. Đấy rồi, liệu bộ sưu tập nâng uy lên thôi. Đây anh em. Ăn uống sao đây, cần ăn gì đây, chắc con này ăn kem không quá anh em. Cá kem y chang luôn. Rồi 0.02 này. Ok, nâng cái này lên luôn. Trong ban nhạc địa ngục tăng 50% công. Ok, cái này sợ không đủ. À, đủ luôn, ngon. Rồi nha, lên được 0.04 uy nè. Mỗi lần mà chúng ta, bởi vì mình thích sở hữu tướng mới đâu nè, để nâng uy thôi. Và cũng như là kích duyên thôi, kích duyên như con Urichi thôi nè. Ok. Đấy, lấy hết quà luôn. Đấy, rất là lợi luôn, có con tướng mới rất là lợi luôn nè. Rồi, bây giờ mình sẽ ra là mình nâng duyên cho con Urichi cái đã nè. Em nó đợi, Urichi của mình đợi con đó rất khá là lâu rồi. Hình như là chưa có duyên nữa, hình như là mình thiếu con. Thiếu con Similoi, trời ơi vải đạn chưa. Đợt Similoi là nó hồn hạp nên mình cũng chưa có lấy nó y chang như nó chít hỏa gì đó. Nên là đợt này là con Shimizuki này thì chắc phải đợi Susan rồi. Chắc chắn là nó phải ra Susan cho chúng ta quay được, nhưng mà không biết khi nào. Nhưng mà mình lại nghĩ là chắc sắp có rồi đó nè. Sắp có rồi đó. Ok, đang đúng giờ đó là 4:59. Ai đây là cái đợt cuối là reset. Reset cái tiệm ngẫu nhiên. Ok, reset rồi nè. Nặng nha anh em, nặng. À,
hồn liệt phong của con hồn liệt phong của con ghi hoàn trả hơi bị ngon nha anh em, 450%. Trời ơi, ngon thực sự. Đổi cái vũ khí thức tỉnh này. Ok, bây giờ chúng ta bỏ cái hồn liệt phong bằng bên đi. Chúng ta coi cái gói xù đi nè. Coi bao nhiêu nha. Nặng nha. Ây da. Oh shit. Oh, 238% hoàn trả. Là nó rất là lỗ so với cái đợt rồi. Thì cái sự kiện này là cái hoàn trả là 313% là cao nhất rồi. Đấy thì xin chúc mừng ông nào mua đúng cái lúc đó. Ha, trời ơi. Su chiêu hồn hộp. Không sale luôn, không giảm giá luôn, vãi đạn. Ok, con ghi nè anh em, hồn liệt phong con ghi nè. Ha, để mình coi con ghi của mình coi. Em nó thức tỉnh vũ khí rồi anh em, thức tỉnh vũ khí rồi, đang cần hai cái để thức tỉnh thêm. Cũng như là lên tiềm năng. Lên tiềm năng cho em nó thì mình cũng đã xài một cái rồi. Mà chắc chắn là phải lấy thêm rồi anh em ơi. Lấy thêm rồi, nhưng mà 2.000 xu tương đương với lại để mình coi 2.000 xu tương đương với lại 2.000 đây nè. 2.000 xu tương đương với lại gần 10.000 kim cương đây nè. Chúng ta có nên xúc cái hồn liệt phong này hay không? 2.000 kim cương, 2.000 cái xu đúc khá là thốn. Nhưng mà bây giờ mình mua cái kim cương này cũng gọi là mát ơi chùi mát nổ anh em ơi, thiếu vài trăm để chúng ta được 10.000 kim cương á. Đúng rồi, 20.000 kim cương chứ. Bỏ ra 10.000 kim cương để chúng ta đổi cái hồn liệt phong này anh em. Sau này nếu mà muốn có thêm hồn liệt phong nữa thì chúng ta sẽ đợi cái sự kiện hồn hạt thôi. Ok. Đổi cái thôi đổi luôn anh em. Đổi luôn đi, 10.000 kim cương khá là mình thấy là đợt này là cái đợt này sale luôn hồn liệt phong khá là ngon đấy. Còn vài ngàn kim cương thì nó đâu có đáng đâu đấy. Vài ngàn kim cương thì chúng ta quay hồn hạt nhiều khi nó lại không có ghi luôn. Ok, đổi luôn đi. Dứt. Hay, trời ơi. 2.000 xu đúc đổi được cái hồn liệt phong. Đây là giảm giá cũng khá là ok, 450% anh em. Còn 1.900 xu đúc thì mình sẽ đổi mát. À, đổi cái này. Tại anh em lên cái nữa coi, 74. Uầy, thiếu 2 xu đúc kìa anh em. Khốn nạn chưa. Ok. Đổi 1.900 thử coi được bao nhiêu. 9.000 kim cương, 9.200 kim cương. Ok. Còn 40 xu đúc mua cái gì được anh em. 40 xu đúc được có 40 kim cương thôi, nên là chúng ta phải mua. Hồn tinh cũng không giảm giá luôn. Ok, 40 xu chả mua được gì cả. Chỉ mua được cái đá tấn công. Được 2 lần 3 cục. 3 cục cũng đủ luôn, 2 cục. Mắc quá, đá tấn công mắc quá. 20 tinh hoa. Đổi tinh hoa đi nè. Đổi vàng đi, thôi đổi tinh hoa đi. Đổi được 20 tinh hoa. Rồi ok, còn 8 xu đúc thì nó trả cho mình là 8 kim cương. Ai chà, không biết sự lựa chọn của mình có đúng đắn hay không thì em hãy comment bên dưới ha, thử coi coi mình bỏ dám bỏ 10.000 kim cương ra để mình đổi cái vũ khí thức tỉnh của con ghi có đúng hay không đó. Bây giờ muốn thức tỉnh thêm một lần nữa con ghi là thức tỉnh một tím anh em, thì mình sẽ đợi hồn hạp. Khi mà hồn hạp thì nó sẽ có cái móc 30.000 kim cương thì sẽ đổi được cái vũ khí thức tỉnh của con ghi. Thì mình đang có một cái rồi, khi mà ra hồn hạp thì mình sẽ thức tỉnh thêm một bậc nữa. Rồi, khá là ghê. Còn không thì để dành thêm cái nữa lên lục môn, nhưng mà lục môn thì khá là lâu rồi nè. Ok, còn một chút thời gian thì mình sẽ có một cái trận đấu giao hữu cho anh em coi. Ok, đánh ông ngang được chiến đi nè. Ông S33 nè. Có cả ghi luôn hả, Kula luôn hả. Bót nộ. Ok, ông này đội hình tương đương với mình này nè, dứt đi. Gửi cho anh em coi. Không biết là ông này mình đánh ổng là anh em có coi chưa nữa. Đấy, mình thấy bỏ 10.000 kim cương ra để mà đổi cái hồn vũ khí con ghi có đáng không nè. Bởi vì nếu mà cái kim cương mà mình mua với cái lượng giảm giá 200+% đó, là tính ra nếu mà cái đợt giảm giá vừa rồi là mình lỗ đó nè. Mình lỗ đó. Hồi bữa là để coi 300
313 là tương đương với lại 33 xu là 200 kim cương. 32 xu là 300 kim cương. Mà mình không đổi, mình để tới cuối sự kiện. Đấy, nhưng mà cuối sự kiện thì nó lại ra cái hồn vũ khí của con Ghi. Hay quái. Quái. Ghi của mình đã mất tiêu rồi. Vãi chưa? Trời ơi, con Kula này mạnh thật sự. Ha, à, mình để ý cái năng lượng mà đọc mình đã đạt ngưỡng là 8.60. Khá là chẳng. Này thì đánh nè. Trời ơi. Cảm giác là đánh cái con Kula bên kia không vào đam luôn nè. Kula bên kia mạnh thật sự. Mình đang ráng để dành mảnh để mình nâng cho con Kula lên 3 sao anh em ơi. Đủ đủ cái mệnh hồn rồi. Đủ cái giọt nước rồi. Nhưng mà mình chưa có lên bởi vì đang thiếu mảnh. Tới vài chục mảnh lượng mới lên được. Lên xong xuôi rồi á. Rồi anh em tăng cấp cho cái chiến hồn nữa. Tăng cấp cho cái chiến hồn 4 sao đó nữa. Thứ tư nữa. Nên là rất là tốn mảnh luôn á. Cỡ chừng mình dự đoán là chắc sẽ cỡ chừng là 200 mảnh Kula. 200 mảnh Kula chúng ta mới lên được. Bởi vậy nhiều ông mà lên được cái chiến hồn thứ tư á nè. Lên sao thứ ba, lên sao thứ tư. Không biết có ông nào lên sao thứ năm chưa. Đó, nhưng mà sao thứ tư rồi nó cực tốn luôn rồi nè. Ok. Ôi. Đang vẫn còn Athen và con ca phẩy bên kia nè. Bây giờ ca phẩy mà đẩy được hàng giữa coi như là thúi luôn. Thúi hẻo luôn nè. Ok. Rồi xong, chết Athen rồi. Đội hình chính của hai bên đều hẹo anh em. Bây giờ là hai đội hình phụ đánh với nhau. Chết hai. Giỡn mặt. Ca phải của mình không phải đơn giản đâu nha bạn. Trời ơi. Ok. Mới ra bị mai đạp một cái. Thiêu đốt thì quyên vàng luôn anh em. Đây là đội hình thứ ba của bên kia. Và đang đánh với đội hình hai của mình. Ok. Quẹo quéo Kyo rồi. Chắc mình sẽ từ từ mình lên cái trụi cầm lặng luôn. Chắc mình sẽ từ từ mình lên con Kula này em ơi. Để dành cái mảnh vạn năng. Để mình là lên cái vũ khí thức tỉnh của con Orochi. Nhưng mà đổi cái mảnh vạn năng siêu đó để lấy thêm mảnh vạn để lấy thêm mảnh Orochi mình thấy nó phí sao nè. Mong rằng sau cái sự kiện quay con chip này thì ra cái Susan con Orochi. Để chúng ta lấy thêm mảnh con Orochi này. Để chúng ta lên là mát cái vũ khí của nó. Mát cái thần khí của nó anh em. Orochi mình chưa lên UR nữa. Sắp thôi anh em ơi, nhưng mà chắc mình nghĩ là tốn cả chừng hơn 50 mảnh nữa, hơn 50 mảnh con Orochi nữa. 50 đến 100 mảnh Orochi. May ra mình mới mát UR. Mình mới lên UR được con Orochi nè. Nể thực sự những ông nào lên được UR con Orochi rồi đó nè. Cực thốn nha. Cực thốn luôn. Mình nghi trận này hết giờ nữa rồi anh em ơi. Còn ba mấy giây nữa thôi. Ok, trận này chắc hết giờ rồi. Hồi sinh lại bạn. Thử coi bạn này lên UR chưa. Chưa lên nữa kìa. Đó, anh em thấy cực thốn luôn. Lúc mà mình chưa có lên UR Orochi thì Orochi của mình là mảnh của nó đang là 119 mảnh. Đó, mình nhớ là như vậy thì phải. Còn 10 giây. 9 giây. Ghê. Ráng hết ba đứa rồi. Ok. Nếu mà đánh nữa thì mình lại thua. Ok, đó là video ngày hôm nay. Thì anh em nào có ý kiến gì về cái quyết định của mình đó, và cũng như là anh em quyết định như thế nào. Anh em mua chiến hồn của Ghi mua cái hồn vũ khí của thức tỉnh vũ khí của Ghi. À thì xin chúc mừng những ông nào mà đang có su đúc mà đợt rồi quay gần boss đua boss mà đua chưa tới chưa thức tỉnh vũ khí. Thì đợt này anh em nên mua cái thức tỉnh vũ khí của nó ha. Nên mua cái hồn vũ khí của nó để thức tỉnh. Đấy, giống như mình đây là hồn liệt phong ha. Đấy, những ông nào ở trong server mà hạng chưa không phải hạng 3 đó, không phải top 3 đó mà top 4 trở xuống đó mà chưa có hồn vũ khí thì anh em mua cái này ha. Rồi thì nếu anh em thấy video này hay đừng quên like, share, nhấn vô kênh của mình. Cảm ơn rất nhiều nha.